đây để mình cắt mười ly nè. Bây giờ mình sẽ xay ra để làm cán cá nha các bạn. Mình cắt 10 ly cánh to nè. Đây là cái máy xay của mình. Đây là cái cá mình xay ra xong nè. Cá này mình trộn được luôn nè. Hai thao này, một thao này thì tầm đặt cỡ 1,2 kg nha các bạn. Hai thao thì nó sẽ cỡ 2,4 kg. Cái tư xay chưa được 1 phút nha. Thì năng suất rất là cao.